trực tiếp bóng đá Việt Nam và Oman bóng đá World Cup 2022, 23 giờ ngày 12 tháng 10. Các bạn thấy video hay cho Phi Vlog 79 nút đăng ký và like nhé. Việt Nam là đội tuyển duy nhất chưa có điểm nào và chính thức dừng bước tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á và điều này khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo đối diện với rất nhiều chỉ trích. Đặc biệt cách thay người sai lầm của nhà cầm quân người Hàn Quốc khiến đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 2-3 trước Trung Quốc đã gây ra nhiều tranh cãi. Hiệu quả thi đấu thấp gánh nặng tâm lý và áp lực từ sự kỳ vọng cực lớn của người hâm mộ đem tới hàng loạt khó khăn cho đội tuyển Việt Nam trong chuyến hành quân tới Oman. Huấn luyện viên Park Hang Seo cũng đứng trước thách thức phải điều chỉnh lối chơi và chiến thuật trong bối cảnh có rất ít thời gian để kiểm chứng chất lượng. Oman đang trong cơn khát điểm tương tự như đội tuyển Việt Nam. Hai trận thua liên tiếp khiến đoàn quân của huấn luyện viên Branko Ivankovic đứng trước nguy cơ bị nhóm đầu bỏ lại khá xa, cộng thêm áp lực bám đuổi từ các đội bóng ở nhóm dưới. Nếu không có điểm ở lượt thi đấu này, Oman sẽ khó bảo toàn được vị trí thứ ba hiện có lợi thế sân nhà là điểm tựa rất quan trọng để Oman mở ra hy vọng có điểm, thậm chí là một chiến thắng. Hơn ai hết, thầy trò huấn luyện viên Franco Ivankovic hiểu rất rõ điều gì đang chờ đợi họ nếu như không đem về 3 điểm trọn vẹn và đây là trận đấu mà họ sẽ làm tất cả để có thể đánh bại đội tuyển Việt Nam. sau đội hình dự kiến? Huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn có trong tay đầy đủ nhân sự tốt nhất cho chuyến hành quân tới Oman dù đã điều chuyển Thanh Bình và Văn Xuân sang đội tuyển U22. Ở trận đấu này, nhiều khả năng nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ điều chỉnh nhân sự hàng thủ khi tấn tài đã thể hiện rất ấn tượng song trên hàng công quan hải, hoàng đức, tiến linh là không thể thay thế. Việt Nam, 3 âm 5 đến 2, Tấn Trường, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Hồng Duy, Quang Hải, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Tấn Tài, Văn Đức, Tiến Linh. Oman sở hữu lối chơi đầy sức mạnh nhờ dàn cầu thủ có lợi thế về thể hình và giàu thể lực. Huấn luyện viên Franco Ivankovic chắc chắn muốn các học trò chủ động cầm bóng chơi tấn công phủ đầu đội tuyển Việt Nam theo sơ đồ chiến thuật 4 1 3 2 với các trụ cột tiêu biểu như An Al Alawi, anh Al Hairi và An Iahiai. Oman, 4132 An Dusedi, An Busadi, An Nuzalami, An Kamisi, An Getlani, An Sadi, An Akbari, An Abdullah Fawad, An Al Alawi, An Al hairi Sau đối đầu và phong độ, lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội đã diễn ra cách đây 18 năm trong khuôn khổ vòng loại ASEAN Cup 2004 và Oman ghi 8 bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam sau hai trận. Hiện tại, Oman vẫn được đánh giá cao hơn qua bảng xếp hạng FIFA vị trí 78 so với 95 của Việt Nam. Trong năm trận gần nhất, đội tuyển Việt Nam đã thua 4 trận và thắng 1 trận, ghi được 7 bàn và để thủng lưới 11 bàn. Thống kê cho thấy, lần đầu tiên trong 4 năm được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã thua 4 trận liên tiếp ở một giải đấu chính thức. Trong khi đó, Oman cũng đã trải qua hai thất bại liên tiếp tại vòng loại thứ 3 và trong năm trận gần nhất, đoàn quân của huấn luyện viên Branko Ivankovic thắng 3 trận và thua 2 trận, ghi được 11 bàn và để thủng lưới 6 bàn. Sau ngôi sao, Nguyễn Quang Hải vai trò của tiền vệ này ngày càng trở nên nổi bật hơn và là chân sút không thể thiếu trong cách chơi mà huấn luyện viên Bắc Hang so áp dụng ở đội tuyển Việt Nam. Tại vòng loại thứ hai, Quang Hải đã có một bàn và một đường kiến tạo sau 3 trận. An Alawi, tiền đạo 26 tuổi là chân sút chủ lực trên hàng tấn công và nhận được sự tin tưởng rất lớn của huấn luyện viên Franco Ivankovic. An Alawi vừa ghi bàn thắng đầu tiên cho Oman tại vòng loại thứ ba với pha lập công vào lưới Úc ở trận đấu trước. Sau tỷ lệ sẹt kèo 90 phút, Việt Nam 3 phần 4, không Oman. Oman có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn về thực lực so với đội tuyển Việt Nam. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đang chịu áp lực rất lớn về tâm lý và điều này có thể tác động không nhỏ tới phong độ. Với tỷ lệ chấp không quá sâu, lựa chọn Oman hợp lý hơn. Sau tài xỉu tổng số bàn thắng, 2. Hai đội đều không giỏi trong việc ghi bàn và sở hữu những cầu thủ tấn công thực sự xuất sắc. Dù vậy, đây là trận đấu không có sự chênh lệch quá lớn về trình độ nên trận đấu sẽ diễn ra cân bằng và Việt Nam hoàn toàn có thể chơi đôi công với Oman. Nhiều khả năng, sẽ có 3 bàn thắng được ghi và lựa chọn tài hợp lý hơn. Sau dự đoán của Việt Nam 2 và Oman 1.